Có 181 tấn công 185, gồm có hai bài đọc. Bài số 1 là một cái form, bài số 2 là email ha. Câu 181, điều gì được chỉ ra được nói về? Cái công ty Plum Legal Firm ở trong cái thông báo, cái giấy báo thanh toán. Bài số 2 là email, vậy chắc chắn cái thông báo thanh toán là bài số 1 rồi phải không nào? Từ khóa chính là công ty Plum Legal Firm ha, sai bản trước nha câu A. Nó gần đây hoặc là vừa mới chuyển vào trong cái tòa Burlington Towers. Câu B, nó nằm ở trong một cái building, một cái tòa nhà với một cái lobby, cái sảnh hay là hành lang ha. Câu C, nó đã gửi cái hóa đơn tiền gas đến cho cái phòng hành chính. Câu D, nó thanh toán cho cái việc bảo trì á, hàng tháng. Sau đây mình sẽ cùng dò xem từ khóa là Plum Legal Firm nằm ở vị trí nào trong bài số 1 em nhé. Ở đây form nào đọc từ đầu luôn em nha. Đây là cái thông báo về việc thanh toán phí bảo trì được gửi từ tòa Burlington Towers ở địa chỉ này ha, gửi đến cho tenants là người thuê đấy em. Bên thuê là công ty Plum Legal Firm. Nó thuê hai căn là 401A và 401C. Payment period là cái kỳ thanh toán là quý thứ tư. Vậy có nghĩa là công ty Plum Legal Firm đã ở cái tòa Burlington Towers được 4 quý rồi phải không nào? Vậy mình loại đáp án A phải không em? Bởi vì câu A nói rằng á là công ty này mới vừa chuyển vào trong Burlington Towers là sai ha. Vậy mình dò tiếp em nha. Phí bảo trì chung á là tháng 10, 11, 12 mỗi tháng là $400 cho hai căn. Phí bảo trì cái khu vực đổ xe đó, 10, 11, 12 mỗi tháng là $100 cho 10 chỗ. Tổng cộng cái số tiền mà cần phải trả đó là $1,500. Due date là ngày đáo hạn, ngày đến hạn thanh toán là ngày 15 tháng 1. Cũng chưa có đáp án luôn, phong nào vậy mình dò tiếp nha. Vui lòng chú ý rằng, due to bởi vì cái chi phí labor, lao động hay là nhân công á, nó bị tăng lên, cho nên cái phí bảo trì hàng tháng sẽ increase, sẽ tăng vào năm tới từ $200 lên $230 cho tenants đối với những cái người thuê một căn và từ $400 đến $450 cho những người thuê hai căn. Mỗi cái căn mà thêm á, thì phải incur, phải chịu một cái mức phí thêm là $150. Phí bảo trì thì bao gồm cái chi phí upkeep, sửa sang, bảo dưỡng những cái cơ sở vật chất, hành lang và đất đai vườn tược. Vậy thì em xem nè. Đọc lại câu này nha. Cái phí bảo trì thì bao gồm cái việc upkeep, bảo dưỡng, sửa sang, cơ sở vật chất, hành lang. Vậy chắc chắn là những cái căn mà thuê đem nó sẽ có hành lang phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em biết chưa? À, câu B phải không? Là cái công ty này nó nằm trong cái tòa nhà. Và cái tòa nhà ở đây chính là Burlington Towers ha. Và nó có hành lang nữa. Vậy đáp án là câu B. Câu 182, điều gì sẽ xảy ra nếu người thuê không thực hiện việc thanh toán trước ngày đáo hạn? Và từ khóa chính là không thực hiện việc thanh toán trước ngày đáo hạn, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Họ có thể incur, chịu một cái mức phí thêm. Câu B, các dịch vụ utility có thể bị ngừng, bị ngắt. Câu C, họ sẽ bị yêu cầu vacate, rời khỏi cái phòng, cái căn đang thuê. Câu D, parking privilege sẽ bị revoke. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái thông tin về việc không thanh toán trước ngày đáo hạn nó nằm ở vị trí nào em nha. Chờ tiếp bài số 1 nha. Ở đây có từ late payments là thanh toán trễ nè em. Thanh toán trễ là không thanh toán trước ngày đáo hạn phải không nào? Đọc câu này thử nha. Thanh toán trễ thì có thể là subject to là phải chịu đấy em. Penalties là tiền phạt. Có nghĩa là thanh toán trễ thì sẽ bị phạt thêm tiền phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu A phải không? Là họ có thể là phải chịu thêm một cái mức phí thêm ha. Ok. Câu 183. Why? Tại sao cái email được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của email phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của email em nha. Câu A, to notify để báo cho administrator, ban quản lý về những cái errors, những cái lỗi trong hóa đơn. Câu B, to request để yêu cầu những cái bản copy của cái hợp đồng cho thuê. Câu C, để hỏi về những cái dịch vụ pháp lý available có sẵn. Câu D, to apply for để nộp đơn xin phép renovate, tân trang, cải tiến một cái nơi, một cái không gian, được không nào? Sau đây mình sẽ vào cái đoạn đầu của email trước ha. Cùng đọc nào. Đây là cái email được gửi đến cho Miss Markey, gửi từ Tom Russo, ngày gửi là ngày 6 tháng 1 nên chủ đề là phí bảo trì. Dear Miss Markey, tôi đã nhận được cái bản sao kê hóa đơn về cái phí bảo trì cho 3 tháng qua. Before, trước khi mà thanh toán đó, thì có một số cái discrepancies mà tôi cần point out, chỉ ra. Mình không biết từ discrepancy là gì phải không nào? Và bây giờ cái đoạn này á, mình chưa có hiểu rõ được cái ý của nó. Vậy mình đọc cái đoạn cuối thử đi em. Tôi sẽ trả phí khi mà nhận được cái thông báo, nó được modify, nó được thay đổi, chỉnh sửa. Vậy chắc chắn là cái thông báo ở phía trên, hay có nói cách khác là cái bản sao kê hóa đơn đi em, nó bị sai thì nó mới cần thay đổi, chỉnh sửa phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Câu A ha, để báo cho ban quản lý về những cái lỗi ở trong hóa đơn.
Câu 184, Mr. Russo đề xuất đề nghị điều gì về những cái mức phí trong cái phí bảo trì của ông ấy? Sẽ bán trước nha câu A. Chúng được thanh toán bằng cách chuyển khoản một cách đều đặn, câu B. Chúng thì nên bao gồm thêm một cái mức phí thêm hàng tháng cho việc đổ xe, câu C. Chúng thì exclusive, không có bao gồm cái mức phí về việc sử dụng nước, câu D. Chúng thì cần được handling, được nộp. Đến cái tòa Burlington Towers trước tháng 11. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp em nha. Mr. Russo là ở bài số 2, phải không nào? Dò tiếp bài số 2 nha, đoạn ở giữa mình chưa dò nè em. As you know, như bạn biết thì our firm, công ty của chúng tôi đó, underwent, đã trải qua cái đợt expansion mở rộng và chúng tôi đã took over, đã tiếp quản cái căn, cái phòng vacant trống ở kế bên của chúng tôi. However, tuy nhiên, chúng tôi đã không chuyển vào trong cái căn đó, cái căn này cho đến tháng 11. Cũng như vậy, khi mà chúng tôi expanded, khi chúng tôi mở rộng ra, chúng tôi đã thuê thêm 5 nhân viên mới. Tất cả bọn họ được chỉ định cái chỗ đậu xe bên cạnh 10 cái mà chúng tôi đã sử dụng. Anh đọc lại câu này nè. Khi mà chúng tôi expanded, chúng tôi mở rộng ra đó, chúng tôi đã thuê thêm 5 nhân viên mới và tất cả họ được chỉ định cái chỗ đậu xe bên cạnh 10 cái chỗ đậu xe mà chúng tôi đã sử dụng. Có nghĩa là khi mà họ mở rộng ra vào tháng 11, phải không nào, thì cái số lượng chỗ đậu xe cần đó em là bao nhiêu? 15. Trong khi đó lúc nãy mình thấy ở trên cái hóa đơn là chỗ đậu xe chỉ được tính là 10 thôi. Ok, vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B, phải không? Là Mr. Russo đề xuất đề nghị á, là cái phí bảo trì á, phải thêm vào cái mức phí hàng tháng cho cái việc đổ xe ha. Đáp án là câu B. Câu 185, cái văn phòng đầu tiên của công ty Plum Legal Firm ở cái tòa Burlington Towers là cái nào? Đáp án là tên cái văn phòng, phải không nào? Vậy mình sẽ dò tên cái văn phòng em nha. Dò tiếp bài số 2 ha. Ở đây có 401B và 401A nè em. Tòa câu này thử nha. Lastly, cuối cùng á, thì cái văn phòng mới nhất của chúng tôi thật ra là 401B chứ không phải 401A như được nêu ở trong cái bản sao kê hóa đơn. Vì thế bạn cần phải thay đổi cái hồ sơ của bạn. Em xem lại nè. Cái văn phòng mới nhất của chúng tôi là 401B chứ không phải là 401A. Trong khi đó cái bản sao kê ở phía trên em thì nói rằng Plum Legal Firm có thuê hai văn phòng, phải không nào? 401A là bị sai nè, phải là 401B, phải không? Mà 401B là cái văn phòng mới nhất, vậy cái văn phòng đầu tiên chắc chắn là 401C. Đáp án là câu nào vậy em hả? À, cô đi ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là cái notice, thông báo về việc thanh toán phí, maintenance là bảo trì ha. Tiếp theo là cái từ tenant là người thuê đó em. Thường những người mà thuê nhà, thuê phòng ốc, thuê văn phòng á được gọi là tenant, là người thuê ha. Tiếp theo mình có từ firm là công ty. Công ty Plum Legal Firm. Cái unit, cái văn phòng mà thuê là 401A và 401C. Payment period là cái kỳ thanh toán. Quarter là quý nè. Quarter là quý ha, một năm có 4 quý, quý thứ tư. Cái phí bảo trì chung tháng 10, 11, 12, mỗi tháng là $400 cho hai căn. Tiếp theo là phí bảo trì khu vực đổ xe. Tháng 10, 11, 12, mỗi tháng là $100 cho 10 chỗ. Tổng cái số tiền mà cần phải trả là $1,500. Due date là ngày đáo hạn hay là ngày đến hạn đây em? Ngày đáo hạn hay là ngày đến hạn thanh toán ha? Ngày đáo hạn là ngày 15 tháng 1. Vui lòng hãy chú ý rằng due to là bởi vì đây em. Cái chi phí labor là lao động hay là nhân công ha? Vui lòng hãy chú ý rằng bởi vì cái chi phí nhân công nó tăng, cho nên nó là cái phí bảo trì hàng tháng sẽ increase, sẽ tăng vào năm tới từ $200 lên $230 cho những tenants, là những cái người thuê một căn, và từ $400 đến $450 cho những tenants, những người thuê hai căn hai phòng. Mỗi cái phòng thêm á, additional là thêm ha, mỗi cái phòng thêm thì sẽ incur, mình có từ incur là chịu đấy em, phải chịu một cái mức phí thêm là $150. Cái phí bảo trì thì bao gồm cái chi phí để mà upkeep, mình có từ upkeep là sửa sang hay là bảo dưỡng đấy em, bao gồm những cái chi phí để mà sửa sang, bảo dưỡng. Facilities là cơ sở vật chất, lobbies là hành lang hay là sảnh ha, và crowds là đất, cái khu đất xung quanh đen. Trash removal, mình có từ trash là rác nè, removal là loại bỏ. Cái chi phí mà nước và cái chi phí đổ rác đen thì cũng được bao gồm. However, tuy nhiên, những cái utilities, mình có từ utilities là dịch vụ tiện ích ha, những cái dịch vụ tiện ích ví dụ như là dịch vụ cáp nè, internet, điện và gas, là cái responsibility, mình có từ responsibility là trách nhiệm ha, là thuộc về trách nhiệm của tenant, của người thuê. Cái phí bảo trì hàng tháng đó
cho cái việc sử dụng khu vực đỗ xe là 10 đô một chỗ. Việc thanh toán tất cả những cái phí này thì được chấp nhận bởi bằng cái check nè, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc là credit card, là thẻ tín dụng. Thanh toán trễ thì có thể là phải subject to, là chịu đi em. Chịu hay là chấp nhận ha. Cái việc mà thanh toán trễ thì có lẽ là phải chịu, phải chấp nhận penalties, là tiền phạt đi em. Phải chịu những cái mức tiền phạt. Should you have, nếu bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào regarding, là liên quan tới ha, liên quan tới những cái phí này, thì hãy thoải mái ghé đến cái phòng hành chính tại cái địa chỉ này nè, tại cái văn phòng số 302F, anytime, bất cứ lúc nào cũng được, hoặc là gọi cho chúng tôi tại số điện thoại này. Bài số 2 là cái email gửi đến cho Mackie, gửi từ Tom Russo, ngày gửi là ngày 6 tháng 1, chủ đề là phí bảo trì ha. Dear Miss Mackie, tôi đã nhận được cái statement, mà cái từ statement là bản sao kê đấy. Tôi nhận được cái bản sao kê hóa đơn cho cái phí bảo trì trong 3 tháng qua, before, trước khi mà thực hiện cái việc thanh toán, thì có một số cái discrepancy là sự khác nhau hoặc là không thống nhất nè. Discrepancy là sự khác nhau hoặc là không thống nhất ha. Có một số cái điểm khác nhau, không thống nhất mà tôi cần phải point out, là chỉ ra. As you know, như bạn biết thì our firm, công ty của chúng tôi đã underwent, nguyên thể là undergo, có nghĩa là trải qua em ha. Công ty của chúng tôi đã trải qua expansion, là cái việc mở rộng, và chúng tôi đã took over, nguyên thể là take over, có nghĩa là tiếp quản đây. Và chúng tôi đã tiếp quản cái unit, cái văn phòng vacant là trống ha. Cái văn phòng trống kế bên cái của chúng tôi. However, tuy nhiên chúng tôi đã không chuyển vào cái văn phòng này cho đến tháng 11. Also, bên cạnh đó, khi mà chúng tôi expand là mở rộng đây, đây là động từ của từ expansion ha. Khi chúng tôi mở rộng thì chúng tôi đã hire. Mình có từ hire, động từ là thuê hay là tuyển ha. Thì chúng tôi đã thuê tuyển thêm 5 nhân viên mới. Tất cả bọn họ đã được assign. Động từ assign là chỉ định. Tất cả bọn họ đã được chỉ định cho cái chỗ đầu xe bên cạnh 10 cái mà chúng tôi đang sử dụng. Lastly, cuối cùng mất thì cái văn phòng mới nhất của chúng tôi, actually là thật ra hay là thực sự đen, thực ra thực sự là 401B chứ không phải là 401A như đã được liệt kê ở trong cái statement, cái bản sao kê hóa đơn. Vì thế bạn cần phải thay đổi cái records, là cái hồ sơ ha. Bạn cần phải thay đổi hồ sơ của bạn. Tôi sẽ trả cái phí của chúng tôi khi mà nhận được cái notice, cái thông báo đã được modify. Mình có từ modify là thay đổi hay là chỉnh sửa đen. Cái thông báo đã được thay đổi, chỉnh sửa ha. Modify, thay đổi, chỉnh sửa. Rồi ký tên. Câu 182, câu B mình có từ disconnect. Connect là kết nối, disconnect là ngắt hay là ngừng ha. Câu C mình có từ vacate. Vacate động từ là bỏ trống hoặc là rời khỏi đây. Bỏ trống hoặc là rời khỏi ha. Câu C có nghĩa là họ sẽ bị yêu cầu rời khỏi cái văn phòng. Câu D mình có từ privilege, có nghĩa là đặc quyền hoặc là lợi ích. Privilege, đặc quyền hoặc là lợi ích ha. Revoke, động từ là thu hồi hoặc là hủy bỏ. Vậy câu T có nghĩa là những cái đặc quyền và lợi ích về việc đổ xe đó sẽ bị thu hồi, sẽ bị hủy bỏ. Câu 183, câu A mình có từ notify, động từ là báo tin ha. Báo tin hay là thông báo. Rồi tiếp theo mình có từ errors, là lỗi đây. Vậy câu A là để báo, để thông báo cho ban quản lý về cái lỗi ở trong hóa đơn. Câu D. Câu T mình có từ permission, có nghĩa là sự cho phép ha. Permission là sự cho phép. Renovate là tân trang hay là cải tiến nè. Vậy câu T có nghĩa là nộp đơn để mà xin phép tân trang một cái khu vực, một cái nơi ha. Câu 184, câu C mình có từ exclusive, là không có bao gồm ha. Không gồm, không bao gồm. Include là bao gồm. Exclude là không có bao gồm, được không nào. Câu T mình có từ hand in, là nộp đây. Nộp ha, ok. Câu 186 đến câu 190 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là email, bài số 2 lịch trình, bài số 3 là một bài báo ha. Câu 186, theo như cái email là bài số 1, thì Miss Horseman sẽ làm gì tiếp theo? Về từ khóa chính là Miss Horseman, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. In một số cái documents, tài liệu. Câu B. Ghé đến địa điểm sự kiện. Câu C, nói chuyện với một người đồng nghiệp. Câu D, gọi điện cho một người trình diễn, một người biểu diễn. Rồi bây giờ mình vào bài số 1 xem Miss Horseman đang ở vị trí nào em nhé. Miss Horseman chính là người gửi cái email này, phải không em? Vậy mình vào từ đầu luôn nha.
Email được gửi đến cho John Hassan, gửi từ Miss Horseman. Ngày gửi nè, chủ đề là thông tin cập nhật khẩn cấp về sự kiện. Dear Mr. John Hassan, có một số thay đổi về cái lịch trình cho các sự kiện gây quỹ vào tối hôm nay. Flight, chuyến bay của giáo sư Trevelyan từ San Francisco đã bị delay, đã bị trì hoãn. Ông ấy sẽ không thể đến địa điểm in time kịp lúc để mà nói chuyện trong các khung giờ ban đầu của ông ấy. Vì vậy, chúng ta sẽ phục vụ bữa ăn tối sớm 20 phút và Mr. Trevelyan có thể nói ngay sau đó. Bây giờ thì cái lịch trình đã được gửi đi và chúng ta không có thời gian để mà in lại nó. Consequently, do đó đó sẽ thật là tốt nếu bạn có thể đề cập ngắn gọn đến những cái thay đổi này khi mà bạn đọc cái bài nói của bạn, đọc cái bài diễn văn của bạn. Chưa đáp án, phone nào đọc tiếp nha. Tôi sẽ có mặt tại cái venue địa điểm trong khoảng 15 phút nữa. Ok, vậy thì em xem nè. Trong khoảng 15 phút nữa thì Miss Horseman sẽ đến địa điểm. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cô Bi phải không? Là Miss Horseman sẽ ghé đến cái địa điểm của sự kiện ha. Ok. Câu 187, điều gì rất có thể đã xảy ra trong suốt cái sự kiện gây quỹ? Sẽ bán trước nha câu A. Một vị giáo sư của trường đại học đã chào đón khách mời trước cái bữa ăn tối. Cô B, một vị giám đốc đã thông báo những cái thay đổi chương trình trong lúc đọc cái bài mở đầu, cái bài khai mạc. Cô C, một số cái vé đến xem cái trận bóng chày đã được bán đấu giá. Cô D, một số officials, viên chức đã trao một cái giấy chứng nhận cho một cái tổ chức phi lợi nhuận. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò em nha. Những cái việc mà xảy ra tại các sự kiện thì chắc chắn mình phải vào bài số 2 rồi, form nào? Bởi vì bài số 2 là cái lịch trình của sự kiện ha. Helping Houses, Homeless Shelter, sự kiện gây quỹ diễn ra vào ngày 17 tháng 2. Vào lúc 7 giờ 15 phút thì cái bài đọc mở đầu, cái bài khai mạc sẽ được đọc bởi Adam John Hassan, là giám đốc của Helping Houses. Anh đọc lại câu này nè. Cái bài mở đầu, cái bài khai mạc sẽ được đọc bởi Adam John Hassan, giám đốc của Helping Houses, lúc 7 giờ 15. Mà lúc nãy mình có giao ở bài số 1 rồi em. Là trong bài số 1 thì Miss Horseman có nhờ Mr. John Hassan là đề cập đến những cái thay đổi về chương trình, về lịch trình khi mà ông ấy đọc cái bài nói của ông ấy, phải không nào? Vậy chắc chắn trong lúc 7 giờ 15 phút khi mà đọc cái bài mở đầu, cái bài khai mạc, thì Adam John Hassan, giám đốc của Helping Houses, cũng có đề cập đến những cái thay đổi về chương trình, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, phải không? Là một người giám đốc, ở đây chính là John Hassan đó, thông báo về những cái thay đổi của chương trình trong lúc mà đọc cái bài mở đầu, cái bài khai mạc ha. Có 188, trong bài báo là bài số 3 nè, thì cái từ duty ở đoạn 1 dòng 5 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Motivation là động lực nè, câu B, tendency, khuynh hướng, xu hướng, câu C, labor, lao động hay là nhân công, câu D, responsibility là trách nhiệm, form nào? Rồi mình sẽ cùng dò xem cái từ duty đang ở trong ngữ cảnh nào em nhé. Bài số 3 đoạn 1 dòng 5. Ở đây form nào đọc câu này nha em? Mayor thị trưởng Tanner Crute, người đã tham dự, đã nói đó là duty của chúng ta như là cộng đồng, là phải quan tâm đến những người less fortunate, kém may mắn hơn. Vậy theo em duty nghĩa là gì? Trách nhiệm, form nào? Đó là trách nhiệm của cộng đồng, là phải quan tâm đến những người kém may mắn hơn ha. Vậy đáp án là câu? Cô đi, từ hôm nào từ duty nó bằng với từ responsibility, có nghĩa là trách nhiệm ha. Có 189, điều gì được bao gồm trong cái auction, buổi bán đấu giá? Vậy từ khóa chính là auction, form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Hai tấm vé vào cổng một cái công viên giải trí, câu B. Autograph memorabilia, từ diễn viên, câu C. Một cái việc ở hay là dịp ở lại cái nơi mà cùng với lại cái nơi diễn ra cái hoạt động gây quỹ, câu D. Một bộ máy tính để bàn mới. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ auction đang ở vị trí nào em nha. Mình đang dò bài số 3 rồi, dò tiếp bài số 3 xem có hay không nha em. Dò từ đầu luôn nha em. Dòng thứ nhất không có, form nào dòng thứ hai? Cũng không có, dòng thứ ba? Cũng không có, dòng thứ tư? Không có, tiếp theo? Không có nói gì đến auction cả. Dòng tiếp theo cũng không có luôn, dòng cuối cùng cũng không có luôn. Vậy mình vào bài số 2 nha em. Rất có thể là câu liên hệ giữa hai bài ha. Rồi em vào bài số 2 xem có nói gì đến auction hay không. 7 giờ 30, không có, form nào? 8 giờ, cũng không có luôn. 8 giờ 20, cũng không có. 9 giờ 30, ở đây có từ auction nên đọc con này thử nha. Charity auction, buổi bán đấu giá từ thiện. Một số cái món đấu giá năm nay thì bao gồm một cái dịp ở lại 2 đêm tại khách sạn Carruthers Hotel. Có một cái đáp án là stay là câu nào vậy em?
Cô Si Phong nào đọc lại câu này nha. Một cái dịp ở lại cái nơi mà cái nơi đó nó cùng diễn ra cái sự kiện gây quỹ. Vậy bây giờ mình phải coi coi cái Carruthers Hotel có phải là nơi diễn ra cái sự kiện gây quỹ hay không. Lúc nãy mình có dò bài số 3 thấy khách sạn Carruthers Hotel đây. Ở đây Phong nào anh đọc lại câu này thử nha. During trong suốt cái buổi bán đấu giá được tổ chức tại Carruthers Hotel, phải có nghĩa là cái fundraiser cũng diễn ra tại Carruthers Hotel, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào luôn em? Câu C là chính xác ha. Ok. Câu 190, điều gì được chỉ ra được nói về Helping Houses? Xe bán trước nghe câu A. Nó thu được nhiều tiền trong cái đợt gây quỹ lần này hơn là năm ngoái. Câu B. Nó đã nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ thành phố. Câu C. Nó lên kế hoạch quyên góp tiền để mở rộng cái cơ sở hiện tại của nó. Câu D. Nó primarily, chủ yếu là hoạt động bằng cái tiền hỗ trợ từ những nhà tài trợ là tổ chức hay là công ty. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp em nha. Câu 190 là câu cuối cùng rồi mình vào đoạn cuối trước ha. Đoạn cuối của bài số 3. Từ đây Phong nào cùng đọc em nha. She also, bà ấy ở đây chính là thị trưởng Tania Cruz ha. Bà ấy cũng trao cho director, giám đốc của Helping Houses, a check, một cái tờ chi phiếu từ thành phố và một cái phần tiền quyên góp thêm là $15,000. Em xem nè, bà ấy cũng trao cho giám đốc của Helping Houses cái tờ chi phiếu từ thành phố. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B, phải không? Là nó nhận được cái tiền hỗ trợ từ chính phủ thành phố ha. Ok, sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này game nha. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Mr. John Hassan, gửi từ Miss Horseman. Ngày gửi là 17 tháng 2. Chủ đề là thông tin cập nhật urgent, là cấp hay là khẩn cấp ha. Thông tin cập nhật cấp hay là khẩn cấp về cái sự kiện. Dear Mr. John Hassan, có một số thay đổi về cái schedule, là lịch trình cho cái sự kiện fundraising, là gây quỹ hay là quyên góp nè. Cho sự kiện gây quỹ vào tối hôm nay. Professor là giáo sư ha. Flight, danh từ là chuyến bay đây. Chuyến bay của giáo sư Trevelyan từ San Francisco đã bị delay, là trì hoãn. Và ông ấy sẽ không thể arrive, đến venue là nơi, chỗ hoặc là địa điểm đây. Ông ấy sẽ không thể đến cái địa điểm diễn ra sự kiện in time, kịp lúc để mà nói chuyện, trong cái khung giờ original là gốc hay là ban đầu ha. Theo cái khung giờ ban đầu của ông ấy, vì vậy chúng ta sẽ phục vụ bữa ăn tối sớm trước 20 phút và Mr. Trevelyan có thể nói immediately là ngay lập tức, after là sau đó và immediately after là ngay sau đó ha. Now bây giờ thì cái lịch trình đã được send out, gửi đi và chúng ta không có thời gian để reprint in lại nó. Consequently là do đó hay là do vậy đây. Do đó sẽ thật tốt nếu bạn có thể mention, là đề cập hay là nhắc đến ha. Briefly, một cách ngắn gọn. Bạn có thể đề cập một cách ngắn gọn về những cái thay đổi này khi mà bạn đọc cái bài nói của bạn, cái bài diễn thuyết của bạn. Tôi sẽ có mặt tại cái venue, cái địa điểm diễn ra sự kiện trong khoảng 15 phút nữa để đảm bảo, để chắc chắn là preparations, là những cái việc chuẩn bị đấy em. Những cái việc chuẩn bị, những cái sự chuẩn bị đang tiến triển smoothly, là suôn sẻ ha. Và để meet with, là gặp gỡ để mà thảo luận bàn bạc đem. Và để gặp gỡ thảo luận bàn bạc với lại caterers, là cái bên cung cấp dịch vụ ăn uống đó ha. Gặp gỡ thảo luận với lại bên cung cấp dịch vụ ăn uống và giúp đỡ họ set up, là thiết lập hay là bố trí. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hãy gọi cho tôi tại số điện thoại này, rồi ký tên ha. Bài số 2 là một cái lịch trình. Helping Houses, Homeless Shelter, mình có từ shelter là nơi nương tựa hoặc là nơi ẩn náu đây. Homeless là vô gia cư ha, là những người không có nhà cửa đây, vô gia cư. Homeless Shelter, nơi nương tựa cho những người vô gia cư. Fundraising Event, sự kiện gây quỹ diễn ra vào ngày 17 tháng 2. 7:15, Opening Remarks, là bài mở đầu hay là bài khai mạc ha. Bài mở đầu, bài khai mạc được đọc bởi Adam John Hassan, director là giám đốc nè. Giám đốc của Helping Houses, 7:30, performance. Mình có từ performance, danh từ là sự trình diễn, sự biểu diễn hoặc là tiết mục trình diễn ha. Ở đây là tiết mục trình diễn, tiết mục biểu diễn nè. Mình có từ choir, có nghĩa là đội hợp xướng, là đội hợp ca ha. Đội hợp xướng, hợp ca của trường Denver Public School sẽ hát một số bài hát bao gồm pop nè, classical, cổ điển và một số bài hát thánh ca. 8:00, talk, cái bài nói chuyện hay là cái bài diễn thuyết, professor của giáo sư John Trevelyan.
của Đại học Bay Area University sẽ discuss, thảo luận về cái impact, mình có từ impact là tác động hay là ảnh hưởng ha, sẽ thảo luận về những cái tác động ảnh hưởng. Tác động hay là ảnh hưởng của cái việc vô gia cư lên society, là xã hội đấy em. Lên xã hội, và tại sao cái support là cái sự hỗ trợ ha, cái sự hỗ trợ financial về tài chính và cái sự hỗ trợ từ xã hội là vô cùng cần thiết. 8:20, dinner là ăn tối nè, và dessert có nghĩa là tráng miệng đấy em, món tráng miệng sẽ được phục vụ. Rồi 9:30, charity auction, mình có từ charity là từ thiện, charity là từ thiện ha. Auction là cái việc bán đấu giá hay là buổi bán đấu giá đấy em. Buổi bán đấu giá từ thiện, một số cái món bán đấu giá năm nay thì bao gồm cái dịp ở lại 2 đêm tại khách sạn Carruthers Hotel, những cái chiếc máy tính bảng brand new là mới toanh đấy. Donate là quyên tặng hay là quyên góp ha. Donate, quyên tặng hay là quyên góp, được quyên tặng bởi công ty Delve Corporation. Và cái jersey là cái áo thể thao đấy. Jersey là bộ đồ thể thao ha. Và cái áo thể thao, cái bộ đồ thể thao được ký tặng từ cái đội bóng chày này nè. 10:15, performance là cái tiết mục trình diễn ha. Comedian là diễn viên hài đấy. Comedian là diễn viên hài ha. Diễn viên hài Darren Benedict sẽ do a stand-up routine. Mình có cụm do a stand-up routine có nghĩa là đứng trước mọi người và kể những cái mẫu chuyện cười đấy em, hay còn gọi là tiết mục tấu hài ha. Diễn viên hài này nè sẽ thực hiện cái tiết mục tấu hài cho khách mời, cho khán giả xem. Rồi 10:40, performance, tiết mục trình diễn. Singer là ca sĩ nè, songwriter, nhạc sĩ. Ca sĩ nhạc sĩ Kate Burton sẽ treat, mình có từ treat là chiêu đãi hay đối xử đấy em. Treat là chiêu đãi hoặc là đối xử ha. Và đây có nghĩa là chiêu đãi đó. Cái nhạc sĩ Kate Burton sẽ chiêu đãi chúng ta bằng một số cái bản nhạc từ cái album mới của cô ấy là A Murmur in Time. 11:00, Mayor, thị trưởng Denver, thị trưởng của Denver, của thành phố Denver, Tania Cruz sẽ đọc cái closing remarks, là cái bài bế mạc đem, cái bài kết thúc, cái bài bế mạc ha. Brief là ngắn gọn. Rồi tiếp bài số 3. Bài số 3 là một bài báo ha. Event, sự kiện raise fund, gây quỹ quyên góp cho cái good cause. Mình có cụm a good cause có nghĩa là mục đích hay là lý do chính đáng ha. A good cause, mục đích hay là lý do chính đáng. Cái sự kiện gây quỹ vì cái mục đích lý do chính đáng. During, trong suốt cái sự kiện gây quỹ đó, được tổ chức tại khách sạn Carruthers Hotel vào cuối tuần, thì những khách mời đã donate, mình có từ donate là gì em, quyên góp hay là quyên tặng ha, lúc nãy mình gặp rồi, đã quyên góp, quyên tặng được khoản tiền là gần 25.000 đô để mà hỗ trợ cho cái operation, cái sự hoạt động của Helping Houses. Established là thành lập hay là thiết lập đấy. Established động từ là thành lập ha. Được thành lập cách đây 24 năm, thì cái organization là cái tổ chức, cái tổ chức này á, đã assist là hỗ trợ đấy, hỗ trợ hay là giúp đỡ ha, assist đã hỗ trợ cho homeless, những người vô gia cư ở khắp vùng, khắp địa phương để mà tìm được thức ăn nè. Accommodation là chỗ ở đấy, counseling là lời khuyên hay là hướng dẫn ha, và employment là việc làm. Những khách mời á đã presented, mình có từ present có nghĩa là trình bày đấy, present có nghĩa là trình bày ha, ở đây có nghĩa là trình bày. Những khách mời đã trình bày những cái bài nói chuyện ngắn nè, những cái bài diễn thuyết ngắn, và một số performance, tiếp một trình diễn, và một cái bữa tiệc ăn tối, mình có từ banquet là bữa tiệc đó ha. Tiếp theo mình có từ mayor là thị trưởng Tania Cruz, người mà attendance, mình có từ attendance là việc tham dự hay là sự tham dự đi em. Người mà đã tham dự đã nói rằng đó là duty, mình có từ duty là trách nhiệm ha, nó bằng cái từ responsibility, duty trách nhiệm. Đó là trách nhiệm của chúng ta như là community, là cộng đồng, để mà care for là quan tâm đấy, quan tâm đến những người, những ai mà fortune, less fortune, mình có từ fortune là may mắn, less fortune là kém may mắn hơn ha. Quay lại câu này, trách nhiệm của chúng ta là cộng đồng á, là phải quan tâm đến những người mà kém may mắn hơn. Cô ấy cũng present, mình có từ present lúc nãy gặp có nghĩa là trình bày, nhưng mà present ngoài ra còn có nghĩa là trao tặng đấy, trao ha. Cô ấy cũng trao cho director, giám đốc của Helping Houses,
một cái tờ check, một cái tờ chi phiếu từ thành phố, và donation là một cái khoản tiền quyên góp, một cái khoản tiền quyên tặng, additional là thêm, là khoảng 15.000 đô. Corporate private donation, mình có từ donation là số tiền quyên góp đem, số tiền quyên góp. Private là tư nhân hay là cá nhân ha. Số tiền quyên góp hay là sự quyên góp, sự quyên góp từ tư nhân hay là cá nhân nè. Corporate là tổ chức, corporate tổ chức hoặc là công ty. Cái sự quyên góp, cái số tiền quyên góp từ cá nhân, từ tổ chức, công ty á, thì vẫn được chấp nhận và có thể được thực hiện bằng cách truy cập website này. Có 186 câu xin mình cái từ colleague là gì em, đồng nghiệp hay là rất nhiều rồi. Câu đi, performer là người trình diễn hay là người biểu diễn đó. Có 187 câu đi, mình có từ officials, có S là danh từ, có nghĩa là quan chức hay là viên chức ha. Present có hai nghĩa là trình bày hoặc là trao tặng, ở đây có nghĩa là trao đó em. Một số viên chức đã trao certificate là giấy chứng nhận ha. Đã trao giấy chứng nhận cho một cái tổ chức phi lợi nhuận. Câu 188 có ai mình có từ motivation là động lực ha, động lực hay là động cơ thúc đẩy cũng được em, động lực. Tendency là khuynh hướng hoặc là xu hướng. Tendency là khuynh hướng hoặc là xu hướng. Câu C mình có từ labor là lao động hay là nhân công ha. Câu D responsibility nó bằng với từ duty là trách nhiệm hay là nhiệm vụ. Có 189 câu A mình có từ admission. Admission là cái việc vào cổng đây, admission ha, việc vào cổng hay là sự vào cổng. Rồi amusement là giải trí, park là công viên, amusement park là công viên giải trí đem. Vậy câu A là hai cái vé để vào cổng một cái công viên giải trí ha. Câu B mình có từ memorabilia là quà lưu niệm hay là vật lưu niệm đem. Quà lưu niệm hay là vật lưu niệm ha. Autograph là có chữ ký, cái vật lưu niệm có chữ ký từ những diễn viên. Có 190 câu tiên mình có từ primarily là trạng từ của từ primary đấy em. Primarily là chủ yếu ha, chủ yếu. Operate là hoạt động hay là vận hành. Sponsors, nhà tài trợ. Thì câu T có nghĩa là nó chủ yếu hoạt động bằng cái tiền hỗ trợ từ những cái nhà tài trợ thuộc tổ chức hay là công ty.